Xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về một số cái mà tôi tin tưởng. Là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực về công nghệ thì tôi tin tưởng nhất điều gì? Thì tôi muốn báo cho các bạn biết, những người mà follow tôi ở trên YouTube hoặc là trên Facebook á, thì tôi sẽ nói cho bạn biết những cái điều mà tôi tin tưởng để bạn phải thành công ở trong cái lĩnh vực này. Đó là ở trong bất kỳ lĩnh vực nào bạn chọn thì bạn phải tin tưởng những cái điều sau đây. Thứ nhất, bạn tin tưởng vào bản thân của bạn. Nếu như bạn không tin tưởng rằng bạn có thể làm được bất kỳ vấn đề gì á, thì chắc chắn bạn khó có thể làm. Bởi vì tôi báo bạn biết, trong cái hành trình mà trở thành những người kinh doanh, một doanh nhân á, thì có rất nhiều cái sự mà quải lòng, có rất nhiều cái sự cạm bẫy. Và trong thời điểm hiện nay, đó là thời điểm của dịch Covid-19, thì bạn thấy đó là một cái điều mà không phải ai cũng có thể vượt qua được cái điểm này. Và nếu như bạn không có một cái gì ạ, cái nghị lực rất là mạnh mẽ hay một cái niềm tin rất là mạnh mẽ, thì tôi cá với bạn là bạn không thể vượt qua được cái thời kỳ khó khăn này. Bởi vì thời kỳ này là một cái thời kỳ thực sự là quá là khó khăn. Bạn thấy là nhà nhà người người thất nghiệp và doanh nghiệp thì phá sản, và chúng ta đang chịu một cái sự ảnh hưởng rất là lớn từ Covid-19. Và nếu như bạn không có đủ cái niềm tin rằng là mình sẽ trở lại mạnh mẽ hơn sau dịch, và bạn không có niềm tin vào bản thân như vậy, thì rất khó có thể mà làm điều này. Và nếu như, và cái niềm tin này á, để cho nó mạnh mẽ, không phải niềm tin từ bên ngoài mà niềm tin phải từ bên trong. Tại sao tôi lại nói điều đó? Niềm tin bên trong là gì ạ? Là như thế này, đó là bạn làm cái điều bạn phải làm là bởi vì ai? Vì gia đình của bạn, vì chính cái gia đình nhỏ của bạn, hay là vì cái cuộc sống của ba mẹ của bạn, hay là vì những người thân yêu của bạn. Thì những cái động lực đó nó mới mạnh mẽ để bạn có thể vượt qua được cái thời kỳ này. Vì thời kỳ này là khủng khiếp, và bạn sẽ mất đi cái mỗi một ngày bạn ăn rồi bạn nằm rồi bạn lại tiếp tục xem TV và truyền hình. Tôi thấy cái mà tôi cá với bạn là gì ạ? Rất là khó khăn để có thể vực dậy. Cái niềm tin của bạn rất là bị mai một, nó sẽ bị yếu trong cái thời điểm này. Và tôi muốn bạn là phải chuẩn bị cái sự mạnh mẽ đó để chuẩn bị sau dịch. Tôi không biết là dịch đến khi nào có thể qua đi, ví dụ tháng 9, tháng 10 hay là cuối năm nay. Nhưng mà tôi muốn bạn là phải trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi mà dịch quay lại thì bạn mới có đủ cái động lực để bạn quay trở lại, bạn hoạt động công việc kinh doanh, hoặc là bạn làm gì ạ, hoặc là bạn sẽ bắt đầu công việc kinh doanh của mình. Thì đây là những cái điều mà tôi muốn nói với bạn á. Đầu tiên đó là phải tôi tin vào cái chính cái bản thân của mình. Và nếu như ai đó có những cái niềm tin vào những cái đấng sáng tạo hoặc những niềm tin nào đó, thì nó bổ sung cho bạn cái niềm tin nó mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên thì cái niềm tin về bản thân cũng rất là mạnh, bởi vì nó sẽ giúp cho bạn vượt qua bất kỳ cái dông bão hoặc sự yếu đuối nào. Và tôi tin vào điều thứ hai, đó là tôi tin rằng một doanh nhân thành công, một người kinh doanh thành công, bắt buộc phải học tập liên tục tiến lên và học tập liên tục. Đó là cái điều tôi muốn báo các bạn. Nếu một cái người mà không có khả năng học hỏi, không có khả năng liên tục tiến lên, không có khả năng học một kỹ năng mới, thì tôi cá với bạn là rất khó có thể trở thành người kinh doanh hay một doanh nhân thành công. Bạn biết không, nội cái việc mà lái cái xe, học cái lái xe này cũng mất nửa năm. Thì bạn thấy là không có một cái gì mà không phải học, hay là nói đúng hơn, ví dụ lái xe này là một cái kỹ năng mới, thì tôi cũng phải học lái xe này trong vòng 6 tháng thì tôi mới thi được nó, tôi có bằng và tôi tốt nghiệp nó. Thì bạn thấy đó, cái việc lái xe thôi cũng là một cái kỹ năng. Vậy thì một cái người doanh nhân muốn thành công thì bạn phải có khả năng học hỏi những kỹ năng mới, liên tục tiến lên và tìm tòi những kỹ năng mới. Ví dụ trong thời điểm Covid-19 này, bạn có thể học cho mình những kỹ năng mới, ví dụ kỹ năng về marketing, kỹ năng sale, kỹ năng quản trị nhân sự, kỹ năng về giao việc, hoặc kỹ năng quản lý công việc từ xa, hoặc kỹ năng đo lường KPI, kỹ năng phân tích hoạt động kinh doanh, lập kế hoạch kinh doanh, kỹ năng về quản trị nguồn nhân sự, nguồn vốn, rất là nhiều cái vấn đề kỹ năng. Vậy thì để tôi nói cho bạn nghe điều này, một doanh nhân thành công là người có khả năng tự học hỏi những kỹ năng mới. Và đây là thời điểm tốt nhất trong năm, và không có lúc nào mà tốt hơn nếu như trong thời điểm này bạn muốn có một kỹ năng mới, bởi vì bạn hoàn toàn có thể dành thời gian để bạn học, đúng không nào? Cho nên tôi tin rằng là một cái người làm kinh doanh thành công, một người mà doanh nhân thành công, bạn có khả năng học hỏi những kỹ năng mới. Và cái tin thứ ba đó là thu nhập của tôi sẽ trở nên tốt hơn. Bởi vì tôi nghĩ thế này này, là mỗi một khi mà anh chị có một kỹ năng mới, hay là anh chị phát triển một cái công việc kinh doanh mới, hoặc là anh chị có một thêm một kỹ năng đặc biệt nào đó, anh chị xử lý được cái vấn đề, anh chị giải quyết được vấn đề xã hội nào đó, thì điều tuyệt vời xảy ra đó là anh chị được đền đáp cái số tiền xứng đáng với gì anh chị bỏ ra. Tôi tin là thu nhập của tôi sẽ tăng trưởng liên tục khi mà kỹ năng của tôi tăng trưởng, khi mà mối quan hệ của tôi tăng trưởng. Tôi tin rằng là gì? Đó là mình sẽ có nhiều tiền hơn, sẽ có thu nhập cao hơn khi mà mình phát triển được mối quan hệ và kỹ năng lên tầm cao mới, những kỹ năng đặc biệt hơn, và những kỹ năng đó giúp ích để giải quyết vấn đề của người khác. Bạn chỉ có tiền, hãy nhớ, bạn chỉ có tiền khi mà bạn giải quyết cái gì ạ? Giải quyết cái vấn đề của người khác. Tôi tin rằng tất cả mọi thứ không bao giờ là thất bại, mà tất cả chỉ là thử thách. Ví dụ
lúc mà bạn kinh doanh, tôi cáo với bạn rằng là người ta thống kê rồi, 98% công việc kinh doanh là bị phá sản sau năm đầu tiên, sau đó tiếp tục 95% trong 2% thành công đó lại tiếp tục phá sản sau năm thứ hai và thứ ba cho đến năm thứ năm. Vậy thì bạn thấy là gì ạ? Là công việc kinh doanh và làm doanh nhân không phải là dễ và rất là dễ phá sản các bạn. Và tôi tin rằng tất cả những cái điều đó, những cái trải nghiệm đó với bạn không phải là sự thất bại, mà đó chỉ là trải nghiệm cho bạn cứng cáp hơn, cho bạn kỹ năng tốt hơn và cho bạn gì ạ? Cho bạn cái thành quả tốt hơn. Ví dụ bạn học lái xe mà bạn chưa lái khoảng 200 giờ thì cái việc mà bạn lái cái xe nó không có nhịp nhàng, kể cả chuyện quay vô lăng như vậy này thì cũng là một cái việc học tập. Bạn biết không, ngày trước tôi quay vô lăng á, là theo kiểu mà quay kiểu sàng như vậy này bạn thấy không? Nhưng mà bây giờ bạn biết không, muốn quay qua trái chúng ta phải đánh vòng và quay qua phải cũng vậy. Ý tôi nói ở đây là gì, bạn phải thuần thục cái kỹ năng đó và tất cả những cái điều mà bạn thất bại á, thì nó không phải là thất bại, đó chỉ là những trải nghiệm, những cái kinh nghiệm cho bạn. Và tôi tin rằng là tất cả mọi người đều học từ cái sai lầm đó, từ cái trải nghiệm đó để lớn lên, để thành công hơn. Cho nên tôi đối với tôi thì tất cả không có sự thất bại mà là trải nghiệm mà thôi. Tất cả không phải là thất bại mà là sự thay đổi, sự học hỏi của mình. Và tôi tin những cái điều tiếp theo đó là tôi tin rằng gia đình của mình hoàn toàn xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn. Tôi tin điều đó. Bạn làm những điều hiện nay bạn phải làm bởi vì bạn muốn gia đình của mình tốt đẹp hơn, bạn muốn sống trong căn nhà tốt hơn, bạn có cái xe tốt hơn, bạn có mối quan hệ chất lượng hơn, và bạn tin rằng gia đình của bạn hoàn toàn có thể có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi nói với bạn điều đó. Bởi vì nếu bạn biết không, nếu như tôi không muốn cuộc sống mình tốt đẹp hơn, tôi không muốn ở trong ngôi nhà tuyệt vời, ví dụ ở khu vực Vinhome là bạn thấy cũng tuyệt vời đúng không nào? Hoặc là bạn ví dụ bạn có cái xe bạn chạy ví dụ như Mazda 3 hoặc là Kia hoặc là i10 thì cũng tốt rồi. Nhưng mà nếu bạn có cái xe ví dụ cái xe VinFast này, nó không có nhiều tiền vài tỷ nhưng mà nó cũng khoảng là 1 tỷ rưỡi đổ lại, thì bạn cũng thấy là nó cũng đủ tốt để gia đình của bạn, hoặc là bạn cũng có thể là có cái cuộc sống mơ ước như vậy rồi đúng không nào? Và tôi tin rằng là cái con đường trở thành doanh nhân và kinh doanh và thành công á, là bạn muốn rằng cuộc sống của gia đình bạn, của cái gia đình nhỏ của bạn, gia đình lớn của bạn, ba mẹ của bạn trở nên tốt đẹp hơn, thì bạn mới có thể vượt qua được cái khó khăn, những sự cô đơn, những sự khó khăn của cái quá trình bạn khởi nghiệp, bạn kinh doanh, bạn đầu tư hay là bạn làm doanh nhân. Và cái niềm tin của tôi tiếp theo đó là tôi tin rằng sức khỏe của tôi sẽ trở nên tốt hơn. Và là một doanh nhân thành công thì bạn thấy là vấn đề sức khỏe rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Cho nên là bạn ít nhất phải duy trì được cái gì ạ? Ít nhất bạn phải duy trì được là cái thói quen luyện tập mỗi ngày. Nếu như bạn có thời gian mà dễ nhất đó là bạn hãy chạy bộ. Và nếu như bạn có thể siêng năng hơn, bạn đến phòng gym. Hoặc nếu không thì bạn tập ở nhà, tập luyện ở nhà. Và bạn có thể đạp xe, bạn có thể đến phòng gym, bạn có thể mang giày và chạy bộ, bất kỳ cái nào. Nhưng mà ít nhất là bạn phải luyện tập để có sức khỏe tốt. Bạn biết không, là doanh nhân chịu rất nhiều áp lực, cực kỳ rất nhiều áp lực các bạn. Rất nhiều áp lực và đòi hỏi một cái tinh thần thép, một sức khỏe tốt. Cho nên là doanh nhân thành công, một người kinh doanh thì bạn chắc chắn là phải có đủ sức khỏe. Sức khỏe đây cho bạn vượt qua những cái lúc khó khăn, sức khỏe lúc cho bạn lúc mà yếu đuối hoặc là thiếu động lực. Thì cái vấn đề về sức khỏe rất là quan trọng. Để có sức khỏe đó là luyện tập các bạn, luyện tập mỗi ngày, luyện tập mỗi ngày. Đó là cái niềm tin của tôi về một doanh nhân phải đảm bảo vấn đề về sức khỏe và về kiến thức. Và cái niềm tin tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ với bạn ngày hôm nay đó là khi bạn trở nên giàu có, khi bạn trở thành doanh nhân thành công thì bạn sẽ có nhiều cái mối quan hệ chất lượng hơn, ở những cái khu của những cái người thành công hơn, những cái doanh nhân thành đạt hơn, đi đến những nhà hàng tuyệt vời hơn và gặp gỡ trong cái hội mà chỉ có những người giàu, những người doanh nhân thành đạt mới có ở trong đó mà thôi. Thì tôi tin rằng bạn xứng đáng có được những cái mối quan hệ chất lượng cao như vậy, bạn xứng đáng được đi ở những cái nơi như vậy và bạn xứng đáng được vào những cái hội như vậy. Thì đó là tôi tin tưởng rằng đó là cái thành quả mà nỗ lực, thành quả xứng đáng của việc bạn là một người doanh nhân, một người kinh doanh, một người thành đạt thành công. Thì tôi tin tưởng rằng cơ thể của bạn sẽ phát triển toàn diện hơn về mặt tâm thân trí, về mặt tâm hồn, về mặt thể chất, về mặt gì ạ, về tinh thần. Thì đó là những cái giá trị mà tôi tin tưởng. Chính vì điều đó, những khó khăn hiện nay của con đường trở thành kinh doanh và doanh nhân thành công á, thì nó đánh đổi rất là nhiều thứ. Bạn biết không, tôi có thể làm việc một ngày mười mấy tiếng trong thời gian đầu, nhưng mà tôi biết rằng cái thời gian đầu mười mấy tiếng á, là cái nền tảng cho tôi sau này để tôi có thể làm việc ít giờ hơn, một ngày chỉ có vài giờ thôi, và tôi vẫn có thể điều hành công việc kinh doanh ở trên điện thoại hoặc ở trên xe được. Và làm gì ạ? Và cái sự chăm chỉ đó, bạn thấy đó là thành quả, là tôi đang biết là tôi đầu tư cho cái gì và tôi biết cái thành quả của việc đầu tư đó như thế nào. Tôi biết, tức là tôi biết kết quả cuối cùng của việc đầu tư đó. Cho nên tôi đầu tư thời gian đầu để làm việc chăm chỉ, làm việc điên cuồng, làm việc rất là nhiều thứ để có thể có được cái thành quả sau này. Cho nên những cái gì mà tôi chia sẻ với bạn và tôi tin tưởng ngày hôm nay á, thì tôi muốn chia sẻ như vậy để bạn biết rằng cái con đường trở thành doanh nhân, một người kinh doanh thành công không hề dễ dàng. Nhưng hãy nhớ một điều, cái thành quả của nó rất là ngọt ngào và tuyệt vời. Và đừng vì những khó khăn trước mắt của bạn mà từ bỏ trở thành con đường kinh doanh hay là nhà doanh nhân thành công. Bởi vì bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi cái cuộc sống của bạn thay đổi như thế nào đâu. Và bạn sẽ không bao giờ biết được gia đình của bạn sẽ tuyệt vời như thế nào đâu. Và bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được cái thành quả lớn của con đường trở thành doanh nhân, một người thành đạt như thế nào đâu. Bạn sẽ không cảm nhận được cái ngôi nhà mơ ước của mình
mỗi lần bạn đi làm về hoặc bạn ở nhà làm việc, bạn sẽ enjoy trong đó, hay là cảm nhận được cái chiếc xe mà bạn chạy, hay cảm nhận được cuộc sống mơ ước của bạn khi trở thành vị doanh nhân thành công không bạn? Cho nên tôi muốn nói với bạn điều đó để làm gì? Tôi động viên cho bạn, tôi khích lệ cho bạn, hãy dũng cảm lên, hãy liên tục tiến lên và trở thành một doanh nhân thành công, một doanh nhân thành đạt các bạn nhé. Xin chào.